kia hiểu là cái thực thú này nó nhiều, rất là nhiều, nhưng mà nói chung là chồng ưng ý thì là dạ vâng vâng. Và cũng rất là tuyệt vời khi mà tương tác với chị thì chị có chia sẻ là anh ở tận bên Đài Loan và anh đã đặt bộ dàn này, sau đó chúng em nên set up cho chị và gia đình để chuẩn bị năm mới. Và thay mặt JCAM thay số thì cảm ơn anh chị rất nhiều khi tin tưởng ủng hộ chúng em, và chúc chị và gia đình sẽ giải trí vui vẻ trên cái bộ dàn G4000 thôi chúng em set up. Cảm ơn chị. Vâng, chào các bác và anh em JCAM, chúng em đang nhập làn vào cao tốc nội bài Lào Cai để lên thành phố Việt Trì lắp đặt cho chị Nhung một dàn karaoke gia đình. Sau khi lắp cho chị Nhung xong thì chúng em lại tiếp tục ngược lên Thanh Sơn Phú Thọ để lắp cho anh Phiên một bộ dàn. Mời các bác anh em sẽ đồng hành cùng anh em chị cả chúng em trải nghiệm hành trình lắp đặt của chiều chủ nhật cuối tuần. Xin mời các bác. Theo vị trí bản đồ thì chúng em muốn cách nhà chị Nhung thì khoảng 50 cây nữa. Còn cách Thanh Sơn nhà anh Phiên thì khoảng 100 km nữa. Chắc chắn hôm nay chúng em đêm mới về các bạn. Thế rồi, và chị Nhung đã ra tận ngoài đường để đón chúng em đấy ạ. Chị đi con xe biển 1991 đấy. Lâu lâu rồi chúng em mới đi lắp một đơn khách hàng, có chị khách hàng nữ, thường thường đa số là toàn lắp cho các bác, các anh, các chú. Rất là tuyệt vời khi chị em cũng có cái niềm đam mê. Chắc chắn là tí nữa các bác và anh em sẽ được thưởng thức cái chất giọng ngọt ngào của chị Nhung trong một vài bài karaoke. Các bác cũng chờ. Vâng, chào các bác và anh em, và hiện tại thì anh em chúng em đang có mặt ở trung tâm thành phố Việt Trì, và hôm nay đường xá ở đây rất đông đúc, con gái Phú Thọ đây rất xinh. Theo vị trí thì còn cách ở nhà chị Nhung khoảng 2 km nữa thôi. Các bác có thể thấy là thành phố này không khác gì Hà Nội, rất đông đúc và tấp nập. Chúng em đi lên đây đúng giờ tan tầm. Đông. Sau khi đến nhà chị Nhung mà hoàn thành xong, chúng em lại phải tiếp tục đi lên Thanh Sơn Phú Thọ để lắp một bộ dàn C15. Các bác cùng đồng hành chúng em trong xuyên suốt lấy hành trình buổi tối nay, chúng em phải đi tận đêm. Chúng em đang có mặt trước cửa nhà chị Nhung, và chị có rồng một giò lan đột biến rất đẹp. Đây là loại gì đây chị? Nhưng mà địa chỉ của em ở trong hóa đơn là tổ bao nhiêu ấy? Tổ 18 thì rất khó tìm, em tìm trên định vị không có chị ạ. Và chúng em đang có mặt ở trước cửa nhà chị Nhung này. Chị Nhung là hay xem Zika qua gì chị? Chị làm sao biết đến Zika? Zika là chồng. À, chồng chị hay xem đúng không? À, chúng em đang xếp đồ xuống đây. Mời các bác cùng tham quan cái không gian bên trong. Phòng khách nhà mình là bao nhiêu mét chị nhỉ? Phòng khách này có nghĩa là bộ bàn ghế thì không cần bê ra chị ạ. Chỉ cần cái kệ đấy là mình lôi thịt ra thôi. Lôi ra thì là một cái cánh loa mình sẽ để bên này, còn một cánh loa để sát tường này. Hợp lý chưa? Thế là hợp lý. Và sau đây chúng em sẽ set up lên đồ và trang trí cho cái ngôi nhà của chị với một bộ dàn G4000. Phòng khách rất đẹp không ạ? Thank you.
một cái mic này lên. Còn đây là cái nguồn của mic này. Nó khóa hết hai tay mic vào rồi. Đấy nhá, mình ấn giữ một lúc nó tối màn hình này nó sẽ tắt này. Mình ấn giữ một lúc này. Sáng màn hình thì bỏ tay ra này. Còn khi mà mình hát ấy, đây là các chế độ cổng vào của nó thì cháu không cần ấn cái gì. Cháu bây giờ chỉ cần coi nhỏ của nhà thôi. Của mic này là cháu hát thôi. Còn khi mà hát cái mic này ấy, ấn giữ một lúc nó lên này. Còn khi mà mình không hát nữa thì mình ấn giữ một lúc nó tắt đi này. Còn khi nào mình hát nhiều quá nó hết pin ấy, thì cháu vặn ngược ra như thế này nhá. Nó xoáy ra và bảo mẹ đi mua cái quả pin thì là quả pin ở đây nó có cái đầu cộng rồi. Thì trong cái mic này nó có đầu cộng thì mình cho hai quả pin nó cùng chiều như thế này nhá. Bắt đầu rồi mình lại vặn cái này làm. Xong bắt đầu mình ấn cái nguồn này lên. Hai mic nó đều như nhau. Và cháu cứ to này. Đây là âm lượng của mic này. Cứ vặn to lên. Lượt. Cháu hát cháu thấy hát cái tầm nào cháu cũng gào. Tầm nào thì cháu vặn lên tầm đấy. Lượt. Cho trong này nó cứ chết những cái nguồn này chứ. Đấy, nhưng mà dở. Đấy. Thế thôi. Chỉ việc to nhỏ thôi. Còn khi nào mà không hát nữa, ví dụ như nghe nhạc to quá thì cho cái âm lượng này nó phải nhỏ, cắt cái nguồn này đi. Đây là nguồn này, là xong. Ok đấy. Vâng, bộ dàn chúng em đã setup xong và sau đây mà các bác và anh em sẽ thưởng thức cái chất âm trong căn phòng của nhà chị Nhung với một con đẩy liền vang X7 Pro DSC và cặp loa G4000 kết hợp với mic không dây vang VK321. Tình đến bao giờ hỏi thương xưa mai.